anh em, chào anh em đang xem cái video clip này của Tiến. Thì hôm nay Tiến tiếp tục giới thiệu với anh em mình một cái mẫu súng bắn đạn cao su trong cái phân khúc là những cái dòng súng bắn đạn cao su cao cấp của bên shop Tiến. Thì đây là con Gulo Ecoli, Ecoi, Ecoline. À, mình dốt tiếng Anh Ecoi, Ecoline đúng rồi. Thì nó cũng giống như là con R1, R2 thôi. Cũng giống như con Yoyaki R1, R2. Nhưng mà thì nó khác cái hãng sản xuất. Ở đây thì nó để là Made in USA sản xuất nhưng nó thì khác tên thôi. Nó Ecoi, Ecoline đấy. Thì nó cũng giống như những cái dòng R1, R2 thôi. Cơ cấu hoạt động thì nó cũng như nhau. Nó có khóa an toàn, rồi trượt cái nút đó, rồi ổ thì đạn là 6 viên, ổ đạn 6 viên, rồi bắn thì cũng giữ lại cái tuốt đạn không có văng ra ngoài, nó cũng giống như là con R1, R2 thôi. Thì cái con này, cái bản màu của nó là màu đen, hiện tại là đen cán thì nó ốp gỗ. Nó ốp gỗ á, nhìn cái màu cũng rất là đẹp luôn. Thì nói chung là con này cũng không có gì để review nhiều. Nó cũng giống như là con R1, R2 thôi, giống như con Yoyaki thôi. Thì đây là cũng nằm trong những cái phân khúc là những cái mẫu súng bắn đạn cao su hàng cao cấp, hàng này hàng này mình nhập. Thì cái ổ nó được 6 viên nha. Bắn thì rất là êm. Không có sợ dính tuốt dính gì đâu, tại hàng mình là hàng zin mà, zin nhập 100% thì chơi những con này thì vô tư. Những anh những chị rất là thích những cái hàng như giống như vậy nè, thì mà bắn rồi cái vỏ đạn cái tuốt nó không có văng lại, thì mình về nhà rồi mình chút mình đổ ra nó rất là tiện luôn, không có sợ gì hết. Đặt thì cũng rất là nhiều, nhưng mà những cái con mình quay lên đây là hiện tại thì con này cũng hết rồi, khách cũng đã đặt rồi. Mình làm clip rồi mình cũng gửi, mình trả hàng cho khách luôn. Mình cũng không còn cái con này, là mình làm cái clip mình review cho anh em mình xem thôi. Thật sự con này cũng hết rồi. Con Ecoline này khách cũng lấy rồi. Mình cũng nhắc lại cái cách giao dịch của shop mình để anh em mình biết. Quên nữa, thì shop của Tiến này chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, là chuyển khoản xong rồi Tiến gửi hàng cho anh em nha. Con này thì hiện tại mình đang làm là 25 triệu, mình tặng kèm theo cho 6, cho 12 viên kẹo này cho anh em mình bam luôn đấy, 12 viên. Còn ai muốn mua thêm thì mua 100.000 một viên kẹo cao su. Thì chơi những cái hàng này quá sướng, quá ok rồi, không có sợ gì hết. Đâu có phải là hàng thể thao gì đâu, hàng này công cụ hỗ trợ mà mình xài ok lắm. Rất là bóng, sơn nó đẹp lắm, không có ít có chày lắm, không phải là sơn cái này là nó sơn cũng rất là bóng, rất là lón, đẹp lắm. Rồi anh em mình ủng hộ thì cứ gọi trực tiếp vào số của Tiến nha, 0706 222 435 nha. Rồi mình xin chào.